Chào tất cả các bạn và anh em ở kênh YouTube Tăng Trà Vinh của mình ha. Kênh của mình là chuyên mua bán trao đổi tất cả thiết bị âm thanh ha, dàn sóng, dàn cầu kéo. Nó giờ có đi thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa. Đó, hôm nay thì mình về có một số món đồ cục nghe 52 ha. Có anh khách nào dặn mình đó mà chưa cọc thì cứ nhắn lại cho mình. Nó cọc không cọc thì mình biết mình bán cho khách ha. Nhiều người hỏi mà nói cọc đó mà mình chưa thấy ha. Đó. Rồi hôm nay thì có góc nhờ giả có chú mượn mình bán giùm một số món đồ nha anh em. Một cái chép lựu đạn ha, một cặp ha. Góc này là mình bán giùm nha. Rồi mình bán cặp này giá là 300 ha. Cái gì B77 500W gì nè. Ghi chơi vậy ha, chứ không có cái chép nào được 500W nha anh em. Ghi chơi vui ha. Đó, cặp này bán 300. Rồi một cái micro ha, micro một tay. Này là mình bán giùm nha anh em. Micro một tay ha, cũng còn khá đẹp. Đó. Đây cái micro Shure Beta 87 vậy nè. Đó, rồi một tay. Bán giá là 500k gì đó, 500. 500 ha, như đây có cái sạc gì nè. Đó, rồi cái amply. Cái amply Kentep KT502i ha. Hư một cái hàng này, nói chung là hư hết một lai, còn một lai duy nhất ha. Rồi chủ bán giá là 800k. Đó, cái này là mình bán dùng anh em lúc này ha. Bao sóng ha. Rồi. Rồi quay lại con 52, nếu mà chú không chốt thì em bán cho khách ha, giá là 3,2 triệu. 52 sò ha. Đây mình xem quay nội thất cho anh em xem ha. Con này thì chạy 52 sò. Quán GHS 52 thì anh em biết rồi ha. Nguồn đây nguồn zin nha. Đó. Rồi nhưng mà cái con này thì mình có nói clip clip trước mình có nói rồi ha, cái con tắt á là hai kênh hoạt động và độc lập, nhưng mà có một bên con tắt á là mà một tắt á là bạn chạy hai quạt ha. Cách không biết nối dây quạt làm sao á mà lên con tắt thì tắt, bật một cái là lên hai quạt luôn ha. Còn bật con bên này thì nó không lên quạt mà nó lên nguồn tín hiệu đây ha. Rồi, tiếp theo thì mình còn một con mình mới đổi khách ha. Con BS 2004. Con này thì mình đổi với anh rồi ha. Bữa nay mình sẽ đóng hàng gửi cho anh. Đó, một con BS 2004, nó chạy 2 4 6 8 10 12 24 sò. Đó. Anh em nào mà cứ kiếm cái dòng nhỏ nhỏ mà Việt Nam mà giá tiền mềm mềm thì cứ alo cho mình em ha. Rồi con này giá là 2 triệu đồng. 2 triệu ha. 24 sò. 24 6 12 tụ. Nhỏ nhỏ luôn, xinh xinh. Đó, cái này 2 triệu ha. Rồi tiếp theo là mình còn một con men 7 ha. Calise S6 ha. Rồi con này mình bán giá là 4 triệu đồng đi ha anh em. 4 triệu đồng. Đó, rồi cái cây chia nguồn thì mình đã bán cho khách rồi ha. Mình đang test dàn máy. Rồi trên này thì mình còn một cái cây cốt nè. Cây cốt Behringer ha. Behringer đó hoạt động hoàn hảo ha, mình đã test kỹ rồi ha. Mình mới vừa test thời giác sáng. Test rất là ok ha. Các kênh hoạt động hoàn hảo hết ha. Rồi cây này bán giá là 1 triệu nha. Rồi cây 60 Bluetooth, đây này hàng mới nè. Đó, hàng này thì mình đang test giá là 1 triệu 3 nha anh em. Đó đèn đẹp ha. Đó, mình đang test cây này, đang mình test cái phần các kênh hoạt động độc lập cho anh em xem á. Mình đã test xong rồi. Hoạt động hoàn hảo, còn cái cây này mình bán rồi ha. Rồi tiếp theo thì mình còn về một số cây cốt ha. Đó, cây DBX đẹp ha. 234XL nè. 700k. Ồ, còn khá đẹp nha. Đây mặt sau. Đó, mặt sau của nó đây. Đẹp keng luôn. 700. Rồi, một cái cây FX9 Bluetooth. Dàn nét ha. Rồi có Bluetooth. Rồi cái này 1 triệu 1 nha anh em. Đây, 1 triệu 1, cây có Bluetooth nha. Bluetooth đầy đủ. Giá 1 triệu 1. Rồi, tiếp theo là một cây cốt 223. Đó.
nhưng mà cái mặt trước thì nó hơi xấu. Rồi bây giờ cái nút thì hơi xấu, vì 600k đây nè, 600 nha. Rồi một cái cây code 223XL đó, mặt mày cũng còn khá là ok, 700k. Rồi một cái cây lọc dot, lọc dot mình quay clip trước á, anh nào hỏi mình cái đó mình đang chạy xe mà mình quên cái số mất tiêu mình điện lại không được ha. Đó giá 1 triệu đồng đó, lọc dot hàng khá nặng ha. Để coi phía sau, quay phía sau kỹ cho anh em xem. Đây chữ tay chữ tàu không ha, chữ tàu nói chung là mình không biết đường đọc nha. Đây nó quay cái gì chế độ nhạy hay gì đó, điện vào thì 220V thôi, đó mình biết rồi ha. Chữ đây thì mình không biết rồi, thua rồi. Rồi 1 triệu đồng. Rồi mình còn một cây MA đó, 7200 đó, 1800W x 2, tăng khô thì to ha, tăng khô 20 đó. Con này bán giá là 4, hôm nay bán giá 4 triệu đi. Cây 7 ha. Rồi một bàn mixer FX, nói chung đó là mặt mày cũng hơi xấu ha, hơi xấu xét nhưng mà mất eco luôn nha, nhưng các like hoạt động còn ok đó. Rồi cây này bán cho anh em với giá là 800k nè, nó bị xét ha, hơi xét nhẹ nè, cái này hơi xét ha, 800. Vậy làm ok, cô gọi đi xô nhỏ nhỏ là ok nha anh em đó. Rồi mình còn một mấy cái cây KB3 ha, trang cơ nè, B3 hàng mới nha, mình để đây nó hơi bụi. Rồi 1 triệu 2 ha. Rồi gian nét thì mình còn khá là nhiều đây, hàng mới nét 60 bluetooth ha. Rồi một cây là giá là 1 triệu 3 đó. Rồi mình còn cây gian cơ lai số nằm đây nữa, rồi xả luôn, 800k gian cura ha, gian cơ lai số đây, tăng phô tròn ha, bự to nè, nó 800. Rồi mình còn một số vỏ gây ha, vỏ gây thì mình còn mấy mẫu, vỏ gây 40 thì mình còn hai cặp nha, để nó bị bụi nha anh em. Mẫu TKT ha, một cặp 2 triệu 3 đây, máng nhôm nha, 2 triệu 3 ha. Rồi mẫu AK 30 là 2 triệu nha anh em, tất cả đều máng nhôm hết nha. Rồi vỏ 40 đôi đó, 40 đôi này mình bán giá là 1 triệu 4 nha anh em, họng chạm đầy đủ nha, lưới đầy đủ đó. Cái này là còn bao đẹp ha, dán trắng ha, này nó bao cứng, cứng chắc, bao mối mọt luôn ha, nó còn đẹp can luôn á, giá 1 triệu 4, lưới GCF. Chắc tất cả món hàng bên mình bán là chưa gồm phí vận chuyển nha anh em, nó rõ ha. Hàng nặng thì anh em cho mình xin cọc nó. AG 30 mình còn đây hai cặp nữa nè, của mẫu TKT luôn ha, còn khá đẹp, cứng chắc ha, nó giá 2 triệu một cặp. Còn đây là cái vàng mình ráp cho khách nè, một cái súp đôi đó, hai cái full đôi luôn, chơi nổi à. Rồi vàng này dán giá là 26 triệu đi, đó ghép xong rồi nè, số điện thoại khách luôn ha. Đó cấu hình đó thì gồm hai con men CA 20 Việt Nam 60 sọn con ha, con trên thì 40, một cây giang X6 đó, một bộ Migo, một cái bàn mixer Yamaha ha. Đó nguyên vàng thì giá khoảng 26-27 triệu đó, anh em cần ráp cái vàng cấu hình như thế nào thì cứ alo số màn hình giùm mình ha. Rồi lo lẻ thì mình vẫn có nha, lo 40 lẻ hình như chiều nay là về tới nè. Rồi vàng X5 X6 mít sơ nữa là khoảng chiều nay về tới mình sẽ quay lên cho anh em xem đó. Mình quay trước một số món đồ hôm nay hơi như sau thôi ha, đó mình quay kỹ lại mấy con men ha. Đó, mình còn một con men ở đâu đây, mình còn thêm một con men. Rồi mình còn một con men CADX32 đó, khá đẹp ha, nhỏ gọn, đây chạy tăng phô tròn ha, hơi nhỏ, tăng phô tròn chạy 1 2 3 4 5 6 7 8
16 32 sò đó. Anh em cần thì alo giùm mình. Nhỏ gọn, giá thì tiền hợp lý cho anh em ha. CX32 đó. Cần thì alo giùm em đó. Đây lò 40 cũng còn khá ok ha. Rồi gáp vàng nhạt như thế nào thì cứ alo giùm em đó, mới gáp xong cho khách chỉnh hôm qua ha. Rồi agay thì mình chiều nay mình về thêm mấy cặp nữa đó anh em. Mẫu agay thì giá cũng hợp lý đó, máng nhôm. Rồi cuối video thì anh em cho mình nút like đi, đăng ký để kênh mình được phát triển ha. Thâu những món hàng rẻ giá cả hợp lý hơn nữa về cho em sử dụng. Hàng mới thì có chế độ bảo hành bên này là 1 năm ha, chúng là về hàng mới đâu nha. Còn hàng cũ thì mình bảo hành trong những tuần đầu ha. Còn anh em mà có lỗi thì cứ báo với mình đó, được cái gì hỗ trợ gì mình hỗ trợ là hết cho anh em ha. Hàng thì mình cho anh em test thoải mái, nó shipper lại anh em cứ test đi đó, ok thì anh em lấy, còn không ok thì anh em gửi lại trả cho mình ha.